toàn cầu thần minh phục sinh, hoa hạ giáp nguy, cho đến khi Diệp Linh Thiên tiếp liên triệu hồi ngũ đại sứ giả mới có thể hóa giải cơn khủng hoảng của hoa hạ, nhưng cũng bởi vậy mà đắc tội với chúng thần núi thần ưng. Hai bên bùng nổ quốc chiến vì nước xuất chinh, mà đức của xưa một mình triệu thần vung tay đạt mệnh, một đường đánh đối thủ về tận hang ổ, cương đoạt thần khí núi thần ưng. Trốn thần sơn cấm địa, người đừng hòng làm càn. Hoa hạ thì thôi đi, đến bao giờ mới dạy dỗ ngươi được? Dám cướp đồ của núi thần ưng ta. Hoa hạ có câu cổ ngữ, thiên hạ hưng vong, phi phu hữu trách. Tiểu tăng cũng đến giúp ngươi một tay. Tốt lắm, Diệp Mộng Gia đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Lũ ngu xuẩn các người cứ từ từ mà tranh giành đi. Diệp Linh Thiên, ngươi trốn ở đây làm gì? Trốn trên trời cũng bị phát hiện. Vốn còn muốn yên tĩnh cướp bớt một phen, đã bị tóm rồi. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi, ngươi muốn làm gì ta? Thả ta ra, tên hoa hạ gian xảo nhà ngươi. Ngoan ngoãn cho ta. Cái bùa sấm sét này, ngươi là Thor ư? Ta là Kai'Sa, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Tên xấu bọ, ngươi chọc giận ta rồi. Kỳ lạ, sao Diệp Mộng Gia Đức chỉ đánh Kai'Sa? Vậy mới tốt, để bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương đi. Rồi chúng ta ra tay sau. Nghe nói lần chư thần hoàng hôn trước là Thor đập nát đầu Diệp Mộng Gia Đức, chẳng trách lại nhắm vào Kai'Sa. Cháu ngoan, cháu không chạy thoát được đâu. Người điếc à? Vũ thú nhân, ta tên Kai'Sa. Dù ngươi là ai, ta rất hứng thú với ngươi. Chỉ cần ngươi để chư thần thần phục ta, để tộc người khổng lồ giáng lâm núi thần ưng, ta sẽ giúp ngươi thống trị thế giới, diệt sạch tất cả ai dám cản trở ngươi. Tại sao thần có thể dung ngoạn vũ trụ, mà con người chỉ có thể làm sâu bọ dưới đất? Lý tưởng của ta là để nhân loại vượt lên trên thần. Ta là thần linh, muốn ta để người khổng lồ thống trị thần dân của ta. Đó là sự báng bổ đối với chức trách của ta. Ta là thần chiến tranh Aegis. Ngu xuẩn, người đã nuốt chửng thần sắc nhân loại của Thor. Hấp thụ hai vị thần, chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, cho dù người có hấp thụ được, thì Aegis cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu ta lấy thần lực hạ xuống cấp không làm tiền đề thì sao? Ta cũng muốn để nhân loại vượt lên trên thần. Huynh trưởng, tập trung tất cả sức mạnh để tự bạo. Phải nói là ngươi rất có khí phách. Nhưng Diệp Mộng Gia Đức, hoa hạ nhất định phải thuộc về ta. Thank you.
Loài người thật nằm ngoài dự đoán của ta. Chính là lúc này. Chiến thắng thuộc về giáo đình. Diệp Mộng Gia Đức, ta ăn chắc rồi. Ngươi đòi ăn rồi thì ta ăn cái chó gì? Cái gì? Còn có thần minh khác? Thần minh dáng thế. Tại nhân thị phù hộ ta.